Xin chào các bác nhé. Hôm nay em cập bến được ba con lọc hàng bãi xịn. Con này là hàng bãi xịn của TSG sản xuất các bác nhé. Của TSG sản xuất, một thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy, nhưng mà nó kẻ tên cái thương hiệu của công ty khác vào. Công ty khác mua sản phẩm của nó. Mét xăm gì đây. Đấy, nhưng mà những cái con này em bán khá là nhiều rồi. Và gần đây nhất thì có một lô còn nguyên thùng đấy. Giá lúc đấy em bán là 2.500.000 đấy. Những con này là những con hàng bãi các bác nhé. Những con hàng bãi. Nhưng mà hình thức thì vẫn còn đẹp long lanh. Đây em chưa vệ sinh đâu nhé, vừa về chưa vệ sinh. Toàn hàng chọn hết các bác nhé. Đấy, chọn trong những cái lô nó ra những con đẹp nhất. Tất cả cần kiếp là còn ngon lành hết các bác này. Đấy. Chỉ có 3 con các bác nhé. Giá là 1.900.000 đồng một con. Con này là autovol, thế nó phù hợp với những anh em mà chạy sự kiện ở ngoài những cái nơi mà cái điện áp của nó không ổn định ấy, thì sử dụng những cái con mà nguồn autovol này rất là tiện. Không bị sụt điện giữa chừng các bác nhé. Đấy, sử dụng IC và linh kiện dán thì tiếng rất là hay các bác nhé. Đấy, toàn sử dụng những con IC to dài này. Đấy. Nguồn điện của nó là supply voltage 100 đến 240V. Đấy, 100 đến 240V các bác nhé. Đấy thì cái cơ điện nào các bác chơi rồi, yếu cái nào các bác vẫn chơi ổn định được. 1.900.000 một con các bác nhé. Em chỉ có 3 con thôi. Đấy, có 3 con, giá 1.900.000 một con, giá bao ship, bao zin. Và giá này là chưa kèm dây rác đâu các bác nhé, 1.900.000. Đấy, chẳng bao giờ các bác mua ở chỗ nào là những cái con mà lọc xì ba u bãi. Đấy, lọc xì ba u bãi, còn đẹp như này, mà giá tốt như thế đó các bác nhé. Đấy, em có mấy vài con em mua được giá tốt, em để các bác chơi giá tốt. Các bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.